trong giai đoạn Việt Nam bị thực dân Pháp đô hộ, nhà Nguyễn đã có 3 vị vua yêu nước được lịch sử tôn vinh. Có một điều trùng hợp là cả 3 vị vua này đều lên ngôi từ khi còn là trẻ con. Sự nghiệp yêu nước của cả 3 đều đứt gánh giữa đường và chịu cảnh đi đày nơi xa xứ. Vua Hàm Nghi 1871-1943 là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn, còn có tên là Nguyễn Phúc Minh. Ông là con thứ 5 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, và là em ruột của Ưng Đăng vua Kiến Phúc và Chánh Mông vua Đồng Khánh sau này. Sau khi vua Tự Đức qua đời trong tình cảnh không có người nối dõi, vào tháng 7 năm 1883, các vị quan chủ chiến Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết quyết định đưa Nguyễn Phúc Ưng Lịch, khi đó mới 13 tuổi, lên nối ngôi, lấy liên hiệu là Hàm Nghi. Ưng Lịch được chọn vì là một người có đủ tư cách về dòng dõi nhưng chưa bị cuộc sống giàu sang của kinh thành làm vận đục tinh thần, tự tôn dân tộc, do từ nhỏ sống trong cảnh bần hàn dân dã với mẹ, nên hai vị quan cấp tiến có thể định hướng theo đường lối kháng chiến một cách dễ dàng. Việc vua Hàm Nghi lên ngôi khiến chính quyền bảo hộ Pháp tức giận. Những tháng sau đó, mối quan hệ giữa triều đình Huế và thực dân Pháp ngày càng trở nên căng thẳng. Tôn Thất Thuyết quyết định ra tay trước để làm chủ tình hình. Đầu tháng 7 năm 1885, ông đem quân đánh trại lính Pháp ở đồn Mang Cá. Quân Pháp nhanh chóng phản công, đánh bại quân triều đình. Tôn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghi rút chạy về thành Tân Sở, Quảng Trị. Tại Tân Sở, theo kế hoạch của lực lượng kháng chiến, vào ngày 13 tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi đã ban bố chiếu Cần Vương, làm dấy lên một phong trào chống Pháp rộng khắp. Tân Sở thất thủ mấy ngày sau đó, buộc lực lượng khởi nghĩa phải rút về các vùng rừng sâu để hoạt động. Trải qua các biến cố lớn, vua Hàm Nghi dần dần nhận thức được vai trò chính trị của bản thân, không còn cảm thấy bị cưỡng ép như trước. Ông đã khẳng khái từ chối lời chiêu dụ của vua Anh Đồng Khánh, cũng như Paul Bot, toàn quyền Pháp ở Đông Dương, do sự phản bội của Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc, hai thành viên của đội quân kháng chiến. Vua Hàm Nghi bị bắt vào đêm 26 tháng 9 năm 1888. Nhà vua đã chỉ thẳng vào mặt Trương Quang Ngọc mà nói: "Mi giết ta đi, còn hơn là mi mang ta ra lộc cho Tây." Khi đó ông mới 17 tuổi. Triều đình muốn đưa Hàm Nghi về Huế, nhưng người Pháp lo sợ ảnh hưởng của ông nên đã đẩy ông sang xứ Algeria ở Bắc Phi. Và ông sống tại đó đến cuối đời. Ông mất ngày 4 tháng 1 năm 1943 vì ung thư dạ dày tại biệt thự Gia Long, thủ đô Azur, chôn cất ở Salat, nước Pháp. Vua Thành Thái 1879-1954 là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn. Tên húy của ông là Nguyễn Phúc Bửu Lân, còn có tên là Nguyễn Phúc Chiêu. Ông là con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng hậu Phan Thị Điểu. Ngày 28 tháng 1 năm 1889, vua Đồng Khánh lâm bệnh qua đời, con ông mới 3 tuổi nên không nối ngôi được. Nguyễn Phúc Bổ Lân trở thành người kế vị, lấy niên hiệu là Thành Thái, khi đó ông mới 10 tuổi. Khi mới lên ngôi, Thành Thái tỏ ra là một ông vua ngỗ nghịch, thích chơi bời, quậy phá hơn là tham gia triều chính. Khi lớn lên, vua Thành Thái ngày càng bộc lộ tinh thần dân tộc và chống Pháp. Do đọc những tân thư chữ Hán của Trung Quốc và Nhật Bản, vua Thành Thái đã tiếp thu tinh thần tự cường dân tộc và đầu óc cải cách. Điều này đã dẫn vua Thành Thái đến các mối liên hệ với những người yêu nước. Ông đã tạo điều kiện cho nhà cách mạng Hoàng Thân Cường để xuất dương theo Phan Bội Châu sang Nhật. Ông còn cho họa sĩ Lê Văn Miến, người tốt nghiệp trường mỹ thuật Paris, vẽ lại các mẫu súng hiện đại của Pháp. Đặc biệt, vua Thành Thái còn bí mật lập các đội lữ binh để che mắt Pháp, khi có thời cơ sẽ cùng nổi dậy chống Pháp, nhưng sự việc cuối cùng bị lộ khi các quan trong triều báo cho người Pháp. Thành Thái đã giả hành động như một người mất trí để che mắt Pháp. Chính quyền thực dân lợi dụng cơ hội này, bu cho ông bị điên, ép ông thoái vị. Ngày 12 tháng 9 năm 1907, ít ngày sau khi thoái vị, vua Thành Thái bị đưa đi quản thúc ở Vũng Tàu ngày nay. Đến năm 1916, ông bị đày ra đảo Réunion cùng với con trai là vua Duy Tân. Đầu tháng 5 1945, Hoàng Thành Thái được cho về Việt Nam. Ông cùng gia đình sống ở Vũng Tàu và mất ngày 24 tháng 3 1954, thọ 75 tuổi, an táng tại khuôn viên Năng Dục Đức ở Huế. Vua Duy Tân 1900-1945 có tên húy là Nguyễn Phúc Bính San, còn có tên khác là Nguyễn Phúc Hoàng, là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn. Ông là con thứ 8 của vua Thành Thái và bà Hoàng Phi Nguyễn Thị Định. Ông lên ngôi vào ngày 5 tháng 9 1907, lúc 7 tuổi, sau khi vua cha Thành Thái bị đưa đi quản thúc. Vua Thành Thái có nhiều con trai, nhưng người Pháp đã chọn Vĩnh San làm người kế vị vì ông nhỏ tuổi và trông có vẻ nhút nhát đần độn. Nhưng Duy Tân đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi lên ngôi vua. Mặc dù còn nhỏ và bị kiểm soát bởi các đại thần thân Pháp,
Vua Duy Tân luôn tỏ ra là một người có tư tưởng dân tộc, quyết đoán và không chịu lệ thuộc vào Pháp. Vào năm 1912, ông đã ra lệnh đóng cửa Hoàng Thành Huế để phản đối chiến dịch vơ vét vàng của khâm sứ Roger Marie Joseph, toàn quyền Albert Sorrow, đã phải vào Huế để giải quyết vụ việc. Năm 1913, khi 13 tuổi, Vua Duy Tân cho rằng việc thi hành Hiệp ước 1884 của hai nước Việt-Pháp đã không được tuân thủ và yêu cầu người sang Pháp để duyệt lại Hiệp ước này, nhưng cả triều đình không ai dám nhận chuyến đi. Năm 15 tuổi, Vua Duy Tân triệu tập cả 6 đại thần trong phụ chính, bắt họ phải ký vào biên bản để đích thân vua sẽ cầm qua trình với tòa khâm sứ, nhưng các đại thần sợ người Pháp sẽ kiếm chuyện nên từ chối không ký. Thái độ chống Pháp của ông lên đến cao điểm vào năm 1916, khi ở châu Âu đang xảy ra cuộc đại chiến. Ông bí mật liên lạc với các lãnh tụ Việt Nam Quang Phục Hội như Thái Phiên, Trần Cao Vân và dự định khởi nghĩa. Theo kế hoạch, khởi nghĩa sẽ nổ ra vào 1 giờ sáng ngày 3 tháng 5, nhưng cuối tháng 4, một thành viên của Việt Nam Quang Phục Hội ở Quảng Ngãi là Võ An đã làm lộ tin cuộc khởi nghĩa không thể nổ ra như dự kiến. Trần Cao Vân và Thái Phiên định đưa vua tới vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhưng sáng ngày 6 tháng 5 1916 thì cả nhóm bị bắt. Khâm sứ tại Huế và toàn quyền Pháp thuyết phục vua Duy Tân trở lại ngai vàng, nhưng ông không đồng ý. Ông đã tuyên bố: "Các ngài bắt buộc tôi phải làm vua nước Nam thì hãy coi tôi như là một ông vua đã trưởng thành và có quyền tự do hành động, nhất là quyền tự do trao đổi tin tức và ý kiến với chính phủ Pháp." Cuối cùng, vua Duy Tân đã bị đày ra một hòn đảo ở Ấn Độ Dương cùng với vua cha Thành Thái vào năm 1916. Tại đây, do mâu thuẫn về tính cách với cha nên ông cắt đứt liên lạc với gia đình và sinh sống như một thường dân. Trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1939-1945, vua Duy Tân gia nhập quân đồng minh chống phát xít Đức và được nhà lãnh đạo De Gaulle của Pháp chú ý. Sau cuộc chiến, De Gaulle muốn đưa Duy Tân trở lại Đông Dương như một lá bài trong kế hoạch tái chiếm Đông Dương, trong khi ông cũng muốn lợi dụng De Gaulle để trở lại ngai vàng và từng bước củng cố độc lập dân tộc. Nhưng kế hoạch chưa được thực hiện thì vào ngày 26 tháng 12 năm 1945, ông tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay ở Cộng hòa Trung Phi, có giả thuyết cho rằng đây là âm mưu ám sát của người Anh, vì việc vua Duy Tân trở lại Việt Nam sẽ gây khó khăn cho người Anh trong việc trao trả các thuộc địa.